Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Và hôm nay chúng ta đang cố gắng làm cái nhiệm vụ luôn. Hiện tại thì chúng ta đang nằm ở lab thứ 14 và ở mission 3 thì phải. Và xem nào, chúng ta phải bốc cái trứng này bỏ ra. Bốc cái trứng này bỏ ra chúng ta sẽ được một cái điểm gì để quên này. Đây, một cái bông, đúng rồi. Đang có cái nhiệm vụ này. Rồi để xem rồi chúng ta còn cái gì nữa nè. Còn tới khoảng 2 cái trứng nữa. Đi kiếm cái trứng nào mà dễ up với các bạn. Bỏ nó vào cho nó ra nhanh, chưa để tốn thời gian lắm. Wow. Ây da da, cái trứng, không biết cái trứng này nó có ra sớm không đây. Oh my god, gì tới mười mấy tiếng ghê vậy. Đây, hai con rồng này nó yêu nhau. Nó yêu nhau và nó cho ra một cái trứng, không biết là cái trứng gì đây. Wow, con này con R. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi chiến đấu nha các bạn. Đây, HNT sẽ đi quậy đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiếm điểm về chơi clan. Thì HNT không đánh thì clan nó tụt điểm quá, anh em mà than phiền, cho nên chúng ta phải đi chiến đấu mới được. Oh my god, cầm tem này đi cũng chua lá. Oh my god, cái con level, con L mà nó level 33 luôn kìa. Đổi liền. Cho em Silly vô trong với em Silly đứng ngoài là hồi ăn hành luôn đấy. Không mà có Happy nó cũng mạnh mà. Rồi, để đội hình này đi cũng được. Nhưng mà không ổn. Con này level 33 cấp L nó quýnh mình có thể chết. Ấy da, cái gì vậy? Đội hình ba con cấp L luôn. Ai quýnh phải quýnh mấy cái đội hình như vậy chúng ta mới dễ quýnh chứ. Quýnh mấy đội hình khó quá là chúng ta ăn hành luôn ấy. Wow. Oh my god, nó vô nó nhảy một phát. Quá tuyệt vời, con này quýnh mình không thấm đâu. Phóng nào Happy, tuyệt chiêu điện 17 ngang. Như các bạn đang thấy thì Happy cực kỳ bá đạo ở khu vực này luôn. Quất thêm một phát nữa. Yeah, kết thúc chú ấy. Mặc dù chúng ta bị quýnh 3 lần nhưng mà lượng máu còn lại 13 ngàn. Không ổn rồi đại dương ơi, HNT quyết định đưa Haliwe ra để chiến đấu luôn. Tiệt chiêu điện đi. Tấn công nào. Wow, 14 ngàn, sát thương Haliwe gây ra cực kỳ cao. Đây, xem cái tiệt chiêu nào. Hai cái chiêu này nó bằng nhau luôn các bạn à. Phóng điện phát nữa. 13 ngàn, cái gì vậy? Mình mới nãy quýnh 14 ngàn, chính quýnh phát nữa 13 ngàn mới đau đó chứ. 14 ngàn. Ây da, hỡi con này nó bị đam với mình luôn. Quất mình một phát rồi muốn banh xác luôn vậy. Giữ và bình tĩnh, chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của thần Long Sitin. Wow, nó còn 12 ngàn thôi, quất một phát nữa. Rồng mà rồng có cánh luôn, mặc bộ nguyên một bộ giáp dày cộm luôn các bạn à. Lên đường. Wow. Cái con thần long của tên bạn level 30 luôn, bỏ qua đi. Con này level 33, một mình nó. Một mình con đó đủ cân ba con của mình luôn đấy. Cái diện gì đang diễn ra vậy bà con? Thầy ơi, quýnh mấy cái tem này chắc chết. 35, thôi tốn 5 game luôn. Tốn 5 game xong rồi đánh. Chúng ta sẽ đi solo với những anh em trong kênh HNT Channel các bạn à. Và lần này chúng ta sẽ đi solo với đây. HNT sẽ chui vào đây solo. Và đây là những thành viên, những bạn kết bạn với mình trong Facebook mà có chơi cái game này. Còn anh em nào mà
chưa kết bạn với Facebook với mình thì có thể kết bạn Facebook bằng cái link bên dưới phần hiển thị video nha. Ở đây có rất là nhiều bạn quất mình luôn. Gọi là ngày nào cũng quýnh, mà quýnh gì đâu mà quýnh mười mấy trận luôn, không thể tin được. Cái số lượng người rất là nhiều luôn. Ồ, cái level 41 Nguyễn Trường An 39 cũng đánh mình luôn. Thiệt tình là thấy mình hiền lành dễ thương nên ai cũng đè xúc hết. Wow. Cậu Đạt Trần, ok hôm nay mình sẽ đấu với cậu ấy. Còn mình bị chết 12 lần và mình thắng được một lần mới ghê đấy chứ. Đây xem chú mạnh cỡ nào mà chú quánh HNT chết 12 lần. Ok. Thôi kiếm cái con nào để chiến cho rồi. Ba sao vàng, mấy con này đây là ba sao vàng hết rồi. Cái con mà không ba sao vàng đây, lần này giá con rồng xe tăng đi đánh luôn. Con rồng em bé mới level 12 thôi, không biết có coi thường tên bạn quá không, nó quấn banh sát là quê lắm luôn ấy. Wow, kinh vậy, cái đội hình gì mạnh ghê vậy. Ơ cái này không ổn quá đại dương ơi. Đội hình tem bạn nó quá mạnh, mình coi thường tem bạn quá. Ở giá cái con rồng ở level 12 đi đánh vụ này chết rồi. Sao giữ gìn bình tĩnh. Chúng ta đầu tiên sẽ sử dụng tuyệt chiêu mặt trời. Du kinh công, cố lên, chú sẽ cố gắng hạ tem bạn nào. Wow. Nó sử dụng tuyệt chiêu nước lại với mình. Trời ơi cái gì vậy anh hai? Nó quýnh như gì ai mà chịu cho nổi. Ây cha. Rồi xong rồi, ăn hành luôn rồi. Tem bạn mạnh quá, con nào cũng level 3 mấy 4 mấy hết. Nó quýnh mình như gọi là quýnh như phim luôn ấy. Ơi chúng ta gọi là ra đi sớm rồi các bạn ơi. Dù sao cũng phải hốt được một em chứ hả. Dập liền. Mày hả bởi. Đi bụi liền. Anh đâu phải dạng vừa đâu, anh là dạng siêu bự bự đấy. Wow wow wow, con này nó gì? Level 35 tới 61 ngàn máu dữ vậy các bạn. Ây dạ, chúng ta sẽ hút máu tên bạn về cho mình thôi chứ cái vụ này căng quá rồi. Tuyệt chiêu hút máu. Trời ơi hút mà còn bị mít nữa, dễ mang vậy. Chơi cái này không vui rồi. Hút máu mà còn bị mít nữa mới đau đó chứ. Cổ lên siêu trâu mập. Wow wow wow. Mấy cậu này gọi là mạnh quá. Thôi chúng ta ra đi tìm đường cứu nước luôn rồi. Còn em rồng xe tăng của mình ra biểu diễn chơi chiêu rồi đi bụi cái nào. Mày hả bởi. Mấy cậu này thật là bất ngờ lên level 40 luôn á. Mình không có thức ăn cho lên nổi. Ok. Là xã giao thôi, này quýnh trận đầu tiên coi như xã giao các bạn. Ồ, nó cũng tặng cho mình được ít vàng chứ hả. Ồ. Vô lộn chỗ rồi. Chỗ này mới đúng. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ kiếm một đối phương thứ hai. À, Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm có lẽ chắc là con gái quá. Con gái mới đặt tên Nguyễn Trâm chứ hả. Hốt luôn. Lần này sẽ cẩn thận hơn. Anh sẽ giác ba con mạnh nhất team của anh. Đây. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Đây là ba con mạnh nhất của mình luôn đấy. Ui, gì gặp lại các bạn này là không có mạnh mà tại sao có thể quýnh ăn mình được chứ ha. Hãy xem tuyệt chiêu của anh đây. Yeah. 17.000, quả tuyệt vời. Cậu này chỉ level 27 thôi. Nhìn đội hình là chúng ta biết thắng bại đã phân. Dậm thêm phát nữa. Vô kinh công. Ok. Ở trong đây nó không có cái chế độ là chỉnh nhanh nữa các bạn.
Hôm nay nó không có cái chế độ mà chỉnh quýnh nhanh, cho nên chúng ta quýnh như rùa bò lật ngửa vậy. Đây, siêu trâu mập, bung lụa và dùng tuyệt chiêu nào. Ok, hạ được cái con rồng bốn đầu rồi. Tiếp theo đó là tới cái con cấp L, rồng cấp L các bạn. Và bạn nào muốn solo với mình hay là gì đó thì cứ việc kết bạn qua Facebook nha. Đây, siêu trâu mập thì chiêu được đam Super Sonic Dragon. Ok, Super nữa chứ. Đây là rồng nham thạch. Ok, hút máu, mình chỉ có cái chiêu hút máu cũng bá đạo lắm chứ. Hút máu này có khi bị mít mới đau, chả hiểu. Ôi, lên được 5.003 máu rồi nè. Ok, đẩy thêm phát nữa. Yeah, rồi xong, quá tuyệt vời. Victory. Wow wow wow. Ồ, được 21.000 kinh nghiệm luôn. Quýnh mấy cậu này là kinh nghiệm chúng ta lên như phim luôn ấy. Này được các bạn, cứ đè đi kiếm cậu nào mạnh mạnh đè hốt miết là chúng ta sẽ lên level, khỏi có cần phải đi quậy trong kia. Quậy trong kia là một trận đánh trong kia bằng một mét mấy đấy. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.